Những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedict XVI đã được một y tá nghe thấy vào lúc nửa đêm. Đó là khoảng 3 giờ sáng ngày 31 tháng 12, vài giờ trước khi Ngài qua đời. Lúc đó Ngài chưa bước vào cơn hấp hối, và lúc đó các cộng tác viên và phụ tá của Ngài thay bên nhau để túc trực chăm sóc Ngài. Hiện diện ở bên Ngài vào thời điểm chính xác đó chỉ có một y tá không nói được tiếng Đức. Vị thư ký của Ngài là Đức Tổng Giám mục Geo Genswein kể lại hết sức xúc động. Đức Thánh Cha Benedict nói thì thầm nhưng theo một cách dễ nhận biết và rõ ràng. Ngài nói bằng tiếng Ý: "Lạy Chúa, con yêu mến Ngài." Lúc đó tôi không có ở đó, nhưng những người y tá nói với tôi chỉ ngay sau một chút. Đó là những lời cuối cùng của Ngài, những lời có thể hiểu được, bởi vì ngay sau đó Ngài không thể tự diễn tả được nữa. Vâng, lạy Chúa còn yêu mến Ngài, những lời ấy như một bản tóm tắt toàn bộ cuộc sống của Đức Benedicto XVI hay Đức Hồng Y Josef Ratzinger. Vì chính Ngài đã dành biết bao nhiêu năm đến thời điểm hiện tại để chuẩn bị chính mình cho giây phút cuối cùng này, cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với đấng tạo hóa của mình. Vatican ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vatican thông báo Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI qua đời ở tuổi 95. Phát ngôn viên Vatican ông Matteo Bruni loan thông tin cho báo chí: "Trong một niềm thương tiếc, tôi thông báo với các bạn rằng Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI đã qua đời hôm nay lúc 9 giờ 34 sáng tại tu viện Madre Curiae ở Vatican, và thông tin cụ thể sẽ được đưa ra ngay khi có thể." Giám đốc và báo chí của Tòa Thánh còn cho biết thêm rằng thi hài của Đức Giáo Hoàng danh dự sẽ được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô từ sáng thứ Hai để chào biệt các tín hữu. Đức Cố Giáo Hoàng tên đầy đủ là Josef Aloysius Ratzinger, sinh ở Mato Amen của Đức vào ngày 16 tháng 4 năm 1927. Cùng với người anh của mình là Georg, Ngài đã được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1951. Ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Môn Trần và Forensic, và vào ngày 28 tháng 5 sau đó, Ngài đã được tấn phong giám mục. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Hồng Y Ratzinger làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 25 tháng 1 năm 1981. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, Hồng Y Josef Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng thứ 265, kế vị Đức Giáo Hoàng Phaolô II với tông hiệu là Benedict XVI. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Ngày Thế giới các bệnh nhân và phục ký nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngài sẽ tuyên bố từ chức Giáo Hoàng, có hiệu lực từ ngày 28 cùng tháng, một quyết định chưa từng có trong gần 600 năm lịch sử gần đây nhất của Giáo hội Công giáo. Trong 2.872 ngày dưới triều đại Thánh Giáo Hoàng của mình, Đức Benedict XVI đã viết 17 tông thư dưới hình thức tự sắc, 116 tông hiến và 144 tông thư, bên cạnh là những lá thư và thông điệp, diễn văn và các bài giảng khác. Đức Cố Giáo Hoàng đã ký 3 thông điệp: Thiên Chúa là tình yêu, được ban hành vào năm 2006 và được cứu trong niềm hy vọng, được ban hành vào năm 2007. Thông điệp thứ 3, Bác ái trong chân lý, được ban hành năm 2009. Đức Benedict XVI đã thực hiện tổng cộng 24 chuyến công du nước ngoài. Các điểm đến ưu tiên cho các chuyến công du là châu Âu 16, tiếp theo là châu Mỹ 3, Trung Đông 2, châu Phi 2 và châu Đại Dương 1. Trong số này có thêm 30 chuyến thăm mục vụ trên đất Ý. Đức Benedict XVI chủ tọa 3 kỳ đại hội giới trẻ cho thế giới, đó là Cologne, Sydney và Madrid. Ngài triệu tập 5 thượng hội đồng giám mục, cử hành 5 thánh phao rồ, 5 linh mục và 5 đức tin. Trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, 44 vị thánh đã được phong thánh trong 10 nghi lễ. Vào năm 2012, Josef Ratzinger đã kết thúc bộ 3 cuốn sách về Chúa Giêsu thành Nazareth bằng một cuốn sách về thời thơ ấu của Chúa Kitô. Trong số các chủ đề trọng tâm của triều đại Giáo Hoàng là những lời chỉ trích thuyết tương đối và chủ nghĩa thế tục trong xã hội phương Tây, quan tâm đến các vấn đề đạo đức sinh học, phá thai, trợ tử, nghiên cứu phôi thai và gia đình, bên cạnh cuộc khủng hoảng tài chính và các vấn đề sinh thái. Ngay trong thời gian cuối đời, khi Ngài muốn nghỉ ngơi,
thế nhưng vẫn có người kiện cáo. Có những lần ngài đã viết thư hồi âm, trả lời cách đơn sơ, rõ ràng và mạch lạc, khiêm tốn và vững chắc. Về những lá thư trả lời được công bố, có những giáo sư thần học đánh giá. Tại sao Đức Benedict XVI lại viết như thế, viết về những lời đơn sơ như một học viên hay sinh viên? Ngài có thể lặng thinh hoặc có thể viết một cách xác đáng, mạnh mẽ và có uy hơn. Riêng tôi nhớ lại những điều ngài đã từng viết trong cuốn sách về Đức Giêsu rằng: tôi viết những điều này không phải với tư cách vị giáo hoàng. Như thế tôi hiểu được những hồi âm mà Đức Benedict đã viết trong một cách thế ấy, hoàn toàn tâm tình với đối thoại chân thành, chứ không áp đặt thẩm quyền, và như thế càng bộc lộ sự tốt lành trong sáng của một người trí thức lỗi lạc. Trong những bình luận hôm 31 tháng 12 năm 2022, Đức Giáo hoàng Francis gọi cựu giáo hoàng Benedict XVI là một người tốt bụng và đáng khâm phục, là món quà cho giáo hội và thế giới. Như Guardian đã đưa tin, đây là những bình luận công khai đầu tiên của giáo hoàng Francis trước sự ra đi của người tiền nhiệm. Chúng tôi rất xúc động khi nhớ đến sự cao thượng và nhân hậu của ông ấy. Trong trái tim, chúng tôi cảm thấy biết ơn đối với Thiên Chúa vì đã ban tặng ông ấy cho giáo hội và thế giới, giáo hoàng Francis nói. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ John Biden cho biết vị giáo hoàng danh dự sẽ được nhớ đến như một nhà thần học nổi tiếng với cả cuộc đời tận tụy vì một giáo hội được dẫn dắt bởi các nguyên tắc và đức tin của ông. Ông đồng thời mong rằng cựu giáo hoàng vẫn sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả. Vua Saroba đã ca ngợi những nỗ lực không ngừng để thúc đẩy hòa bình và lòng tốt cho mọi người của cựu giáo hoàng Benedict. Với tư cách là người đứng đầu giáo hội Anh, vua Saroba đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của cựu giáo hoàng trong một thông điệp gửi tới giáo hoàng Francis. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, ông rất đau buồn trước tin cựu giáo hoàng Benedict qua đời. Ông đồng thời nhắc lại chuyến thăm Anh năm 2010 của cựu giáo hoàng. Nhận định đó là một thời khắc lịch sử đối với người công giáo và người ngoài công giáo trên khắp đất nước chúng ta. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã gọi cựu giáo hoàng là một vĩ nhân mà lịch sử sẽ không bao giờ quên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với những người công giáo ở Pháp và trên toàn thế giới. Ông cho biết thêm rằng, cựu giáo hoàng Benedict đã làm việc với tất cả tâm trí của mình vì một thế giới hiếu nghị hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ cựu giáo hoàng Benedict XVI là một nhân vật tôn giáo nổi bật, chính khách và một người bảo vệ kiên quyết các giá trị cơ đốc giáo truyền thống. Ngoài ra, các lãnh đạo nhiều quốc gia khác như Đức, Ba Lan, Nhật Bản cũng bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của cựu giáo hoàng. Sau thông báo về sự ra đi của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI vào thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022 ở tuổi 95, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của ngài và những điểm nổi bật chính trong tiểu sử chính thức sau đây. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, hay Giáo hoàng Biển Đức 16, sinh tại Magdo Amen, giáo phận Passau của Đức vào ngày 16 tháng 4 năm 1927, tức thứ Bảy Tuần Thánh, và được rửa tội cùng ngài. Cha của ngài, một ủy viên cảnh sát, thuộc một gia đình nông dân lâu đời ở vùng hạ Bravira với nguồn kinh tế khiêm tốn. Mẹ ngài là một con gái của một nghệ nhân xứ Rimstein bên bờ hồ Chiêm. Trước khi kết hôn, cô làm đầu bếp ở một khách sạn. Joseph Ratzinger trải qua thời thơ ấu và thời thiếu niên ở Chartreuse, một ngôi làng nhỏ gần biên giới nước Áo cách Sambert 30 cây số. Trong môi trường này, nơi chính ngài đã định nghĩa là Mozartian, ngài đã nhận được sự đào tạo Kitô giáo, văn hóa và nhân bản. Những năm tháng tuổi trẻ của ngài không hề dễ dàng. Đức tin của ngài và nền giáo dục nhận được ở gia đình đã chuẩn bị cho ngài cuộc sống khắc nghiệt trong những năm mà chế độ quốc xã đã có thái độ thù nghịch với xã hội công giáo. Cậu bé Joseph đã chứng kiến cảnh một số tên quốc xã đánh đập cha xứ trước thánh lễ. Chính trong hoàn cảnh phức tạp đó, ngài đã khám phá ra vẻ đẹp và chân lý của niềm tin vào Chúa Kitô. Nền tảng cho điều này là thái độ của gia đình ngài, những người luôn làm chứng rõ ràng về lòng tốt và hy vọng, bắt nguồn từ sự gắn bó xác tín với xã hội. Ngài được ghi danh vào một quân đoàn dự bị phòng không cho đến tháng 9 năm 1944. Từ năm 1946 đến 1951,
ngành học triết học và thần học tại trường cao học triết học và thần học Freising và tại Đại học Munich. Ngài được tự phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1951. Một năm sau, ngài bắt đầu giảng dạy tại trường trung học Freising. Năm 1953, ngài đầu bằng tiến sĩ thần học với luận án mang tên Dân và nhà Thiên Chúa trong học thuyết của Thánh Augustino về giáo hội. Bốn năm sau, dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng về thần học cơ bản Gottlieb Schrödinger, ngài bảo vệ luận án về thần học lịch sử ở Bonaventura, qua đó đủ điều kiện giảng dạy tại đại học. Sau khi dạy thần học tiến lý và cơ bản tại trường cao học triết học và thần học ở Freising, ngài tiếp tục giảng dạy ở Bonn từ năm 1959 đến năm 1963. Tại Munich từ năm 1963 đến năm 1966 và tại Tübingen từ năm 1966 đến năm 1969. Trong năm cuối cùng này, ngài giữ chức giáo sư tiến lý và lịch sử tiến lý tại Đại học Regensburg, nơi ngài cũng là viện phó. Từ năm 1962 đến năm 1965, ngài đã có những đóng góp nổi bật cho Công đồng Vatican II với tư cách là một chuyên gia, có mặt tại Công đồng với tư cách là cố vấn thần học của Đức Hồng Y Joseph Frick, Tổng Giám mục Köln. Hoạt động khoa học cần mẫn của ngài đã đưa ngài đến những vị trí quan trọng trong việc phục vụ Hội đồng Giám mục của Đức và Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 1972, cùng với Hans-Urs von Balthasar, Henri de Lubac và các nhà thần học quan trọng khác, ngài đã khởi xướng tạp chí thần học Compendium. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Munich và Freising. Ngày 28 tháng 5 cùng năm, ngài được thụ phong giám mục. Ngài là linh mục giáo phận đầu tiên sau 80 năm đảm nhận việc cai quản phục vụ của Tổng giáo phận Bavarian to lớn. Ngài đã chọn phương châm giáo mục của mình, những người cộng tác với chân lý, chính ngài đã giải thích lý do. Một mặt, tôi cứ đó là mối quan hệ giữa nhiệm vụ trước đây của tôi với tư cách là giáo sư và nhiệm vụ mới của tôi. Bất chấp những cách tiếp cận khác nhau, đều liên quan và vẫn tiếp tục như vậy là đi theo sự thật và phục vụ sự thật. Mặt khác, tôi chọn phương châm đó bởi vì trong thế giới ngày nay, chủ đề về sự thật gần như bị bỏ qua hoàn toàn, như một điều gì đó quá vĩ đại đối với con người, nhưng mọi thứ sẽ sụp đổ nếu thiếu vắng sự thật. Đức Phaolô VI đã phong ngài làm Hồng Y với nhà thờ hiệu tòa Santa Maria Contrita Abutino trong công nghị ngày 27 tháng 6 năm 1977. Năm 1978, ngài tham gia mật nghị ngày 25 và 26 tháng 8 và bầu chọn Đức Gioan Phaolô I. Ngài đã bổ nhiệm ngài làm đặc phái viên tại Đại hội Thánh mẫu học quốc tế lần thứ 3, được tổ chức tại Ecuador từ ngày 16 đến 24 tháng 9 vào tháng 10 cùng năm, và ngài tham gia mật nghị bầu chọn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài là tường trình viên của Thượng hội đồng lần thứ 5 của Thượng hội đồng Giám mục diễn ra vào năm 1980 với chủ đề Vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hiện đại, và là chủ tịch thượng ủy của Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 6 vào năm 1983 về hòa giải và sám hối trong sứ mạng của giáo hội ngày nay. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Giáo hoàng Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế. Đức Thánh Cha đã nâng ngài lên hàng Hồng y đẳng giám mục và với nhà thờ hiệu tòa ở Velis Turisiri vào ngày 5 tháng 4 năm 1993. Ngài là Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị giáo lý và giáo hội công giáo. Sau 6 năm làm việc từ năm 1986 đến 1992, đã trình lên Đức Thánh Cha sách giáo lý mới. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1998, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu chọn Đức Hồng Y Rottinger làm phó niên trưởng Hồng Y đoàn do các Hồng Y đảng giám mục đệ trình. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2002, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phê chuẩn việc một ngài làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Năm 1999, ngài là đặc phái viên của Đức Giáo hoàng cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Paderborn của Đức diễn ra vào ngày 3 tháng 1. Trong triều đại Roma, ngài là thành viên của Hội đồng Vụ Quốc hành về quan hệ với các quốc gia, các bộ giáo hội đồng phương, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, bộ giám mục, bộ truyền giáo cho các dân tộc,
Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Giáo sĩ và Bộ Phong thánh, các hội đồng giáo hoàng cổ võ hiệp nhất Kitô hữu và văn hóa, Tòa án tối cao của Tòa án Tông tòa và Ủy ban giáo hoàng về châu Mỹ Latin, giải thích xác thực Bộ Giáo luật và sửa đổi Bộ Giáo luật của các giáo hội đồng phương. Kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2000, ngài là viện sĩ danh dự của Học viện Giáo hoàng về khoa học. Trong số nhiều ấn phẩm của ngài, cần đặc biệt đề cập đến cuốn Nhập môn Kitô giáo, một tuyển tập các bài giảng ở Đại học về Kinh Tiên Kính xuất bản năm 1968, và Tiến lý và Giảng dạy năm 1973, một tuyển tập các bài tiểu luận, bài giảng và suy tư về các thảo luận phục vụ. Các phát biểu của ngài trước Học viện Công giáo Bavaria về tại sao tôi vẫn ở trong giáo hội đã gây được tiếng vang lớn. Trong đó, ngài tuyên bố rõ ràng như thường lệ, người ta chỉ có thể là Kitô hữu trong giáo hội, không thể ở bên cạnh giáo hội. Nhiều ấn phẩm của ngài đã được phổ biến trong nhiều năm và tạo thành điểm tham chiếu cho nhiều người, đặc biệt là đối với những người quan tâm đến việc nghiên cứu sâu hơn về thần học. Năm 1985, ngài xuất bản cuốn sách phỏng vấn về tình hình đức tin. Và vào năm 1996, Muối của đất, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ngài, tập sách tại trường chân lý đã được xuất bản, bao gồm các bài viết của một số tác giả về khía cạnh khác nhau trong tính cách và tác phẩm của ngài. Ngài đã nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự. Năm 1984, từ Đại học Thánh Thomas ở Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Năm 1986, từ Đại học Công giáo Lima, Peru. Năm 1987, từ Đại học Công giáo Eichstätt của Đức. Năm 1988, từ Đại học Công giáo Lublin ở Ba Lan. Năm 1998, từ Đại học Navarre của Tây Ban Nha. Năm 1999, từ Lumsa của Roma. Và năm 2000, từ khoa thần học của Đại học Europlok ở Ba Lan. Đức học y Joseph Ratzinger được bầu vào ngày 19 tháng 4 năm 2005 là giáo hoàng thứ 265. Ngài là người lớn tuổi nhất được bầu làm giáo hoàng kể từ năm 1730, và là học y trong một thời gian dài hơn bất kỳ giáo hoàng nào kể từ năm 1724. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, trong công nghị công khai thường lệ bỏ phiếu về một án phong thánh, Đức Biển Đức đã thông báo quyết định tự nhiệm với những lời như sau. Sau nhiều lần xét mình trước mặt Thiên Chúa, tôi đã đi đến chỗ chắc chắn rằng sức lực của tôi do tuổi cao không còn phù hợp để thi hành tác vụ của Thánh Phaolô nữa. Tôi ý thức rõ rằng thừa tác vụ này, do bản chất thiêng liêng thiết yếu của nó, phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, mà còn bằng lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, trong thế giới hôm nay, trước biết bao thay đổi nhanh chóng và bị lung lay bởi những vấn đề liên quan sâu xa đến đời sống đức tin, để cai quản con thuyền của Thánh Phêrô và loan báo tin mừng, thì sức mạnh tinh thần và thể xác là điều cần thiết. Sức mạnh mà trong vài tháng qua đã sa sút trong tôi đến mức tôi phải nhận ra mình không còn khả năng chu toàn chức thánh được giao phó một cách thích đáng. Vì lý do này và ý thức rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của hành động này, tôi hoàn toàn tự do tuyên bố rằng tôi tự nhiệm chức vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô. Triều đại giáo hoàng của ngài kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho dân Chúa một người mục tử như thế. Chúng con cầu nguyện cho ngài và xin ngài cũng truyền cầu cho chúng con. Giờ đây, ngài có thể diện đối diện, mặt giáp mặt với đấng mà ngài hằng chờ mong.